sau một ngày tuyển chọn tài năng siêu cool, Cool Talent Festival ở Hải Phòng đã tìm ra rất nhiều tài năng với nhiều độ tuổi và hình thức thi tuyển khác nhau. Ban giám khảo đang rất đau đầu để cân nhắc xem bé nào được chọn để đi tiếp vào vòng trong. Nhiều điểm ngang nhau thì bây giờ mình phải có cái tiêu chí, tức là sẽ chọn trong chọn cái thêm tốt nhất ngôi sao hy vọng vào để mà mình tăng được cái điểm ấy lên. Cái nào mà làm cho em ấn tượng nhớ đúng đến rồi, bây giờ sau rồi. Khi xem hết một loạt đúng tiết mục rồi. Em nhớ đến bây giờ hay bây giờ em nhớ tiết mục nào nè để em ghi vào đây dạ. Là cá nhân em 117053 tức là không phải bạn mà tam là ca. Một nhóm tam ca 117053 là tam ca đấy, hát ngựa ô thương nhớ. Ừ. Thì cũng, cái đấy em cũng làm nhớ, cho mình cũng rất nhớ đúng không? Mọi người còn nhớ cái bài sách ba lô dạ, em nhớ đi học sách ba lô tôi là người cầm ba lô lên và thơ cũng là người tiết mục đó rất đặc sắc mặc dù em lên nhưng mà em quên mất ba lô sách ba lô lên mà đi đấy cô hay lắm mà cái phong thái bạn hay. Bây giờ em nghĩ là cả năm người đã thế rồi là mình chọn luôn tiết mục đầu tiên đã. Đầu tiên nhá, đánh dấu vào đấy. Mình đánh dấu vào. Thì mình chốt được 2 tiết mục rồi, còn 1 tiết mục nữa thôi. Rồi bây giờ là chốt nốt tiết mục thứ 3 đi. Mọi người, cái bạn đó là thực ra là anh lúc anh chấm ấy là chấm cái tinh thần, cái thần thái của bạn trên sân khấu. Em cũng thích. Rất là chủ động ấy. Ok nhá, thống nhất rồi. Thống nhất thế nhá. Ok, rồi. Rồi, thế thì nộp phiếu đi rồi. Rồi. Thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên anh và chị Thơ tham gia một cái chương trình lớn với tư cách là ban giám khảo. Và trọng trách này thì thực sự là rất là nặng nề. Các tiết mục đến đây thể hiện được đúng những cái tinh thần của Cun mà mong muốn, đó chính là đem lại những cái giá trị tốt đẹp và niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Khi mà chị xem những cái tiết mục như thế này thì chị cảm thấy rất rất là hạnh phúc luôn. Nó là đạt được rồi. Còn việc công bằng thì chị thấy rằng là còn đơn giản hơn là việc không công bằng. Không công bằng mới khó chứ. Anh không đã rất đau đầu để phải lựa chọn ra những cái tiết mục xuất sắc nhất. Thực sự là anh thấy tiết mục nào cũng hay, cũng xuất sắc cả, cũng xứng đáng để nhận giải thưởng hết. Nhưng mà chúng ta chỉ có 3 giải thôi. Bởi vì chị không hiểu nhiều lắm về nghệ thuật cho nên chị cứ thấy cái tiết mục nào vui, tiết mục nào để lại ấn tượng thì chị chọn thôi. Và chị tin rằng mình đã có những cái quyết định công bằng. Hôm nay thực sự là một ngày làm việc cũng khá là căng thẳng đối với ban giám khảo. Bởi vì có khá là nhiều tiết mục ấn tượng tại Hải Phòng. Trên tay tôi đây là tên của 3 người chiến thắng của ngày tuyển chọn đầu tiên tại Hải Phòng. Với tiết mục được trao giải nhất ngày hôm nay, đấy chính là nhóm có số báo danh là 117203. Hôm nay đại diện của chương trình tuyển chọn tài năng siêu cool tại Hải Phòng sẽ trao giải cho câu lạc bộ nhảy của chúng ta. Đó là giải nhất cùng câu lạc bộ. Tâm trạng cảm xúc thì có lẽ là vui lắm, không biết nói như thế nào cả. Tại vì là học trò của mình thành công chính là học trò là thành công của một người thầy mà. Cho nên là không biết nói gì hơn nữa. Chỉ biết là rất là tự hào về tất cả các con. Đến ngày hôm nay thì các con đã làm được rất là nhiều, vượt qua những cái sự tưởng tượng, sự mong đợi của cô giáo và bố mẹ. Tuệ Linh là một cô bé rất là nhỏ nhắn và có cấu trúc xương rất là mềm. Chính vì thế mà con làm được rất nhiều những động tác uốn dẻo mà khi mà cô giáo hướng dẫn bất kỳ một động tác nào thì các con đều có thể làm được luôn. Khi mà còn nhỏ, con nhà tôi rất hay ốm đau. Thế thì khi mà mình tìm hiểu ra môn múa, nó rèn luyện sức khỏe cho các con. Nên mình đã tìm đến và cho con theo học từ khi 3 tuổi. Đến giờ thì con rất là sức khỏe là tạm ok rồi. Và con rất tự tin. Chúng con là nhóm nhảy của câu lạc bộ Có lẽ các bậc phụ huynh bây giờ đang nhìn nhận về các bộ môn nghệ thuật nhảy múa nó khá là xa vời. Nghĩa là phải bạn nào có năng khiếu, có tố chất thì các con mới được đi học nghệ thuật. Nhưng ngày hôm nay thì mọi cái nó đang nhận thức nó đã khác hơn về trước. Tất cả các con đều được tham gia ở các câu lạc bộ nghệ thuật. Các câu lạc bộ nghệ thuật hiện nay rất là nhiều. Chính vì thế mà cái việc mà cho các con tham gia các bộ môn nghệ thuật là những điều thiết yếu mà mình nghĩ rằng là tất cả các phụ huynh nên cho các con tham gia để các con được vận động mỗi ngày. Các con không còn đam mê với những chiếc iPad, không còn đam mê với những chiếc điện thoại, mải mê với chiếc TV cả ngày nữa, mà các con sẽ được vận động, các con sẽ được thoải mái vui chơi. Bởi vì đến lớp chúng ta không chỉ tập luyện nhảy múa mà các con còn có rất nhiều các trải nghiệm trên các kênh truyền hình, các kênh sóng, các chương trình biểu diễn và đặc biệt là các cuộc thi. Tiết mục được giải 2 chính là tiết mục của số báo danh 117053.
nhóm que kem. Mon phải nói nhỏ ra tại vì là sợ bị phát hiện. Hôm nay thì Mon sẽ đến đây, Mon trao giải thưởng giải nhì có trị giá là 8 triệu đồng cho Tam Ca H7 thì hiệu ô thương nhớ. Nhưng mà phải để đợi các bạn ấy để mà chúng ta tạo một sự bất ngờ lớn. Mà mọi người có biết tại sao mà Mon ở đây và nhìn các bạn ăn kem không? Tại vì nhá, cái nhóm này, nhóm Tam Ca tên là Que Kem. Đấy, cho nên là các bạn rất thích ăn kem, cho nên là bọn mình đã chọn cái nơi như thế này để mình nấp lại. Sau đó mình sẽ nhìn và mình sẽ chú ý xem là các bạn đang đánh lạc hướng như thế nào. Bé Thanh gì ấy nhở? Hello các bé, chào mừng ngày hôm nay các bạn có biết tại sao anh ấy có mặt ở đây không? Không. Ăn kem ngon thế, cho anh xin một mía. Đây là anh đang thoải mái đi, lương anh thoải mái, anh cãi luôn anh. Rồi thì anh sẽ thông báo ngày hôm nay tại sao anh có mặt ở đây nhá. Ở đây, bạn nào trong nhóm Tam Ca Que Kem đứng dậy anh xem. Rồi, chứ có biết là sao mình lại có mặt ở đây không? Không biết ạ. Không biết à? Ngày hôm nay anh sẽ trao đến phần thưởng cho các em, đó là tấm thiệp trị giá 8 triệu đồng với giá trị là giải nhì. Các em rất xuất sắc đã lọt vào top 3 trong 3 tiết mục xuất sắc nhất tại vòng tuyển chọn giải phòng. Thì ngày hôm nay anh sẽ đại diện chương trình để gửi tặng các em. Xin mời ba bé ở đây. Đây, bây giờ mình sẽ chụp hình một cái để mình tạo dáng thôi. Ngày hôm nay là con ở đây, con sẽ đại diện cho chương trình để mà tặng phần thưởng đến cho các bé. Thì không biết cảm xúc của chú ấy là như nào khi mà nghe tin là các bạn đã lọt vào top 3 nhất thì 3 trong 3 tiết mục xuất sắc nhất. Mình cảm thấy rất là vui và tự hào khi là các con đã đạt được kết quả mà thầy cũng mong muốn và các con cũng mong muốn, là liền mong ước bấy lâu. Nhưng mà trước đó mình đưa các bé đi là mình có đã nghĩ là mình sẽ được giải gì chưa? Không, hay không, chỉ không, đi cọ sát thôi? Không nghĩ, chỉ đi các bé đi cọ sát lần đầu tiên các bé đi. Giỏi quá, lần đầu tiên đi mà được giải nhì này có xuất sắc luôn. Chúc mừng các em. Lại có thấy. Thông báo một tin vui nữa chú. Chú biết là gì không? Đoán thử xem nào, học sinh của mình còn có ai không? Cần có ai có giải nữa không? Bạn này có một cái tên rất đặc biệt. Nhờ anh ở Việt. Đạt giải ba. Đó bạn Phi Minh Thái Trang Ngọc đã được giải ba trong chương trình tuyển chọn tài năng siêu cool. Mình chúc mừng chứ nhở? Chúc mừng Trang Ngọc nhá. Chúc mừng Trang Ngọc nhá. Rồi thì vừa nãy là con có đi qua trường của bạn rồi là trao tấm bằng cho các bạn rồi. Thì ngày hôm nay là muốn có mọi người ở đây thì chú thay lời chú nói với camera xem là muốn nói lời gì với cả học sinh của mình. Nhân đây thì cũng chân thành cảm ơn chương trình đã tổ chức ra một sân chơi rất là bổ ích và lành mạnh cho các con. Và đúng như thì thỏa lòng cái mong ước của con là đúng được thỏa cái niềm đam mê về nghệ thuật. Đây là niềm rất là mong muốn các con, tại vì lâu lắm rồi, từ hồi Covid giờ mới có được cái sân chơi gọi là tuyệt vời như này. Đấy. Tức là trong hồi Covid đấy là mình trau dồi, mình rèn luyện đúng không ạ? Cũng rèn luyện đấy, các bé này từ cũng không biết sợ Covid đâu. Cũng luyện tập hăng say, hát hăng say lắm. Vâng. Nên đây thì gửi lời chân thành cảm ơn tới chương trình, tới tất cả mọi người. Chúc mọi người ủng hộ cho nhóm Que Kem của các bé này và bé Trang Ngọc. Cảm ơn. Và một tiết mục còn lại, đấy là một tiết mục được giải 3 với số báo danh là 117270 của bạn Fishman Thái Trang Ngọc. Chào tất cả mọi người đang xem chương trình tuyển chọn tài năng siêu cool. Ngày hôm nay thì Mon Anh đang có mặt tại trường tiểu học Chu Văn An. Các bạn có biết làm gì không? Tất nhiên là đến để trao giải 3 cho một bạn thí sinh mà hôm qua đã vòng tuyển chọn ở Hải Phòng. Sinh này có một cái tên rất là đặc biệt, cả nửa Việt lại cả nửa Anh nữa đấy, Fishman Thái Trang Ngọc. Chúng ta hãy cùng nhìn sang chân mình nhá. Bây giờ chúng ta phải đợi giờ ra chơi để mà mọi người sẽ ồ ra, đồng thời sẽ là tặng bất ngờ cho bé. Ra chơi rồi.
xin chúc mừng các tài năng nhí của Cool Talent Festival trong chặng đầu tiên ở Hải Phòng. Chúng ta sẽ còn gặp gỡ các bé trong các vòng thi sau. Hãy cùng chờ đợi sự tỏa sáng của các bé nhé. Đứng cạnh Hoàng Anh đây là thầy Vũ Văn Hùng, phó hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thì con sẽ phỏng vấn thầy một chút, tại vì là ngày hôm nay con biết là có một bạn thí sinh đã lọt vào top 3 trong chương trình tuyển chọn tài năng Sukun. Thì không biết cảm xúc của thầy khi mà biết được cái tin đó là như thế nào ạ? Hôm nay tôi rất là vui và tự hào vì là nhận được một cái thông tin rất là vui từ ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn tài năng Sukun. Rất là vinh dự, em Thái Tràng Ngọc lớp 5-2 của nhà trường đã được lọt vào top 3 đại diện cho thành phố Hải Phòng tham dự cuộc thi. Về góc độ nhà trường thì thay mặt lãnh đạo nhà trường thì tôi xin hứa là cũng sẽ tạo điều kiện hết sức cho em để các em có thể là phát huy hết khả năng, cái tài năng nghệ thuật và niềm đam mê của mình. Và rất là mong là em có thể là tiếp tục bước sâu vào những vòng tiếp theo của cuộc thi. Vâng, thì câu hỏi nữa dành cho thầy đó là không biết là ở trường thì theo như thầy thấy thì bạn Thái Trang Ngọc là một bạn như thế nào? Đối với bạn Thái Trang Ngọc ấy thì là bạn không chỉ là một đội viên học chỉ có giỏi mà bạn còn tích cực tham gia các hoạt động đội. Và hiện nay Thái Trang Ngọc là một trong những bạn trong ban chấp hành chỉ huy liên đội của nhà trường. Trang Ngọc rất là tích cực tham gia tất cả các hoạt động phong trào của nhà trường. Vừa rồi nhà trường đã tổ chức một cái cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí thì Trang Ngọc cũng đã đạt giải Á quân cuộc thi này. Có nghĩa là trường của mình sẽ tự tổ chức cho chương trình để cho các bé có thêm nhiều sân chơi hơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của thầy. Nhưng mà có một sự bất ngờ nữa mà con cũng muốn dành tặng cho đến thầy Hùng. Đó là trong trường của mình không chỉ có một bạn Thái Trang Ngọc được nằm trong top 3 giải nhất nhì ba đâu, mà còn một bạn thí sinh nữa nằm ở trong trường này đạt giải Á quân. Không biết là thầy có bất ngờ không nhỉ? Nghe cái thông tin này từ Hoàng Anh thì thầy thực sự là rất là bất ngờ và tự hào. Bởi vì là một cái cuộc thi tìm kiếm tài năng tại thành phố Hải Phòng này chỉ có 3 thí sinh, thì riêng trường tiểu học Chu Văn An đã có 2 thí sinh. Vâng, và không biết là những cái chương trình mà như mà tụi con mở ra đó là chương trình tìm kiếm tài năng siêu cool, với thông điệp đó là thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao nâng cao trí lực cùng cool vận động mỗi ngày. Đây là một cái sân chơi mở ra để cho các bé thấu hiểu những suy nghĩ của các bạn, cũng như là để cho các bạn phô diễn ra tài năng của mình như là hát, nhảy, diễn kịch hoặc là rap. Thì không biết là đối với thầy thì thầy có khuyến khích các bạn trong trường của mình nói riêng cũng như ở tất cả các trường khác nói chung tại thành phố Hải Phòng thì có khuyến khích các bạn tham gia hay không? Rồi là thầy nhận xét như thế nào về những cái cuộc thi như thế này? Đối với cuộc thi tìm kiếm tài năng siêu cool thì tôi cho rằng là rất là bổ ích. Và về góc độ nhà trường, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc thi này. Và tôi rất là mong là ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức nhiều năm nữa để tiếp tục tìm kiếm và tạo sân chơi, tìm kiếm những cái tài năng nhí để phát huy phát triển cái tài năng của các em. Chương trình tuyển chọn tài năng Sukun đã khép lại ở tập 1 vòng tuyển chọn đầu tiên tại thành phố Hải Phòng, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các tập sau và các thành phố mới. Hãy đón chờ nhá, tại vì sẽ còn rất là nhiều tiết mục ấn tượng đang chờ các bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.